Xin chào nhà. Rồi em lên vài món giá rẻ ha. Đó. Thì em đang còn vài cục sạc dự phòng là hết cái lô này luôn nha cả nhà. Đó, một lần về phải 20 con ha. Đây là sạc dự phòng của Rimac, rất là nặng nha, dung lượng 30.000. 30.000 nó có 7 cổng ra và 7 cổng ra, 3 cổng vô, tổng cộng 10 cổng nha. Nè, đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cổng luôn nha. Sạc nhanh 22.5W. Đây em sẽ sạc cho cái nhà, nó có chế độ thông minh, có nghĩa là ví dụ nó sạc cho cái thiết bị nhỏ thì nó sẽ ra dòng điện nhỏ nha. À. Đó. Không có tia sét nha, tia sét xanh. Tia sét xanh có nghĩa là ví dụ mình sạc cho điện thoại nó sẽ đẩy lên tốc độ 22.5W. Ừ. Thấy chưa? Sạc nhanh 22.5W ha. Rồi, ví dụ mà nó sạc cho những thiết bị nhỏ thì nó sẽ đẩy ra dòng điện nhỏ, rất là thông minh luôn. Ừ, không hiện thì sẽ xanh nha. Đó. Có nghĩa là dây này sạc nhanh nè. Đó. Hoặc mình có thể cắm thêm một cổng sạc nhanh màu đỏ đây. Ba cổng này là sạc thường. Sạc vô sạc nhanh nè. Sạc vô micro nè. Cổng này sạc sạc vô nè. Cái cổng này sạc vô nha. Đâu em test thử, ví dụ cắm cái sạc dự phòng này coi. Không, không phải, không phải. Đợi xíu đó nha. Đây. Cắm ngược. Vậy là nó chỉ cắm sạc vô thôi, chứ không có sạc nhanh ha. Sạc nhanh là phải sạc bằng cái cổng này nè. Đây, để bây giờ em thử test cho cả nhà xem luôn. Thì cục này em đang bán là 390 bao ship nha. 390. Cục cục này em đang xài có 20.000 thôi, thì em sẽ test thử sạc nhanh. Đó, sạc vô cũng nhanh luôn nè. Sạc vô phải cổng này mới nhanh nha. Đó, sạc vô nhanh. Sạc ra cũng nhanh bằng cổng này hoặc cổng này. Rồi, có sạc cho iPhone, micro, rồi 4 cổng out. Đó, rồi. 390 ha, bao ship. Chính hãng của Rimac, dung lượng đúng 30.000 luôn. Đó, không đúng trả lại em nha. Rất là nặng, có dây đeo. Rồi, cục này rất là tiện nha, có bấm, có nút bấm. Rồi, tiếp theo đó là mấy cầu râu ha, một cái phụ kiện không thể thiếu. Cái này theo hướng hiện đại không bao giờ lỗi thời ha, vỏ nó bằng hợp kim, hợp kim và có hít 500, có hít nè. Chính hãng Xiaomi, 270 bao ship, xài không ngon trả lại em nha, cực kỳ mượt và cực kỳ bán. Lưỡi là tự mài, con này em đang lấy em xài cho cả nhà, em test cho cả nhà luôn nè. Test lòng tay luôn. Đó, test lòng tay luôn nha. Mình muốn mà sát á, mình ấn mạnh vô. Đó. Đây. Ừ, thấy chưa? Này em lấy em test thôi, còn em bán cho cái nhà là mới nguyên siêu. Cái này em đang xài. Đó. Thì lưỡi này mình có thể lấy ra vệ sinh nhúng nước. Ví dụ mình mới tắm xong, mình mới rửa mặt xong, mình cạo luôn cũng được, không sợ nước nha. 270 bao ship. Lưỡi này thay được luôn, mình có thể bẻ ra lấy ra vệ sinh. Đó. Sạc nhanh con này là 5W nha. Bây giờ nhiều con có 2W hoặc 3W thôi. Cả nhà mua cái con 5W nó sẽ biết cái độ mượt của nó nè. 270 bao ship Xiaomi. Mới nguyên hộp. Rồi. Con này đồng hồ Minh thì 530 ha. Nghe gọi nghe nhạc hàng new luôn, nghe gọi nghe nhạc, đo nhịp tim, huyết áp, tập luyện thể thao ha, dáng tăng, có mấy trăm mặt để mình thay đổi ha, dây cao su đó. Rất là đẹp luôn, 530 bao ship ha. Còn này đèn, đèn hai đầu đó, rất là sáng, 330 năng lượng mặt trời nha. Sạc cho điện thoại được luôn, có hiển thị mức pin.
Đó. Đây, có hai đầu ha. Đầu này phải đè. Có đèn vàng, đèn đỏ. Nhấp nháy. Xoay 350 độ nha. Đó, mình có thể sạc bằng đèn pin, sạc năng lượng mặt trời, có thể đi cắm trại rồi đó. Hoặc sạc vô tai si nha. Đây, sạc vô. Để em lấy thử sạc cho nhà. Đó. Sạc ra được luôn. 330 bao ship nha. Đang còn 3 con là hết. Rồi. Tai nghe cảm ứng ha. Màn hình cảm ứng. Có cao su nè. Bluetooth 5.3. Chỉnh hết trên điện thoại, trên màn hình cảm ứng được ha. Xuyên âm, chống ồn. Âm nhạc mình có thể bấm qua bài luôn. Không gian là chơi game, xem phim, nghe nhạc. Đó. Còn này là chủ đề, tìm tai nghe, rồi bộ cân bằng ha. Ví dụ nghe nhạc pop, rock, classic, jazz, mình bấm mình chọn ha. Đó, ngôn ngữ, trợ lý giọng nói có luôn. Bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, đèn pin, độ sáng, điều khiển máy ảnh ha. Đó, có thể đổi hình nền được luôn. Đó, hình nền. Đó. Hiển thị phần trăm pin luôn và giờ luôn nha. Giờ luôn, kết nối Bluetooth thôi là nó tự động lấy giờ nha cả nhà. Đó, 380 bao ship ha. Còn hai mẫu này 230. Hai mẫu này 230 ha. Cái này là nhét tai. Remote sản xuất nha, 230. Bluetooth 5.3 luôn, có hiển thị phần trăm pin nha. Con này cũng 230, con này thì kẹp tai để mình tập chạy bộ, tập gym hay tập thể thao cũng hiển thị phần trăm pin ha. Đó, mình kẹp vô cái lỗ này là nhét sát cái lỗ tai là mình nghe được thoải mái ha. Ví dụ mình đeo đeo vậy nè. Ê lộn, đeo vậy. Đó, cái này bên ngoài cảm ứng nha, nút nút cảm ứng. Đó. Đây, còn đây hai bật lửa mình có thể đi phượt ha, chống nước. Đèn pin luôn. Hiển thị phần trăm pin. Bật lửa. Sạc tai si nha, 250 bao ship nha. Rất là cứng. Chống nước. Rồi thôi em tới đây thôi. À, vẫn còn vài trăm cái điện thoại, đồng hồ, điện thoại của Mỹ ha. Nó hiển thị nè. Màn hình rất là đẹp luôn. 780 bao ship nha. Infocode của Mỹ.